Mới đây, phía công ty Space Baker Group đã gửi hộp quà Tết tới các đơn vị đối tác truyền thông. Bên cạnh những sản phẩm thông thường, Space Baker Group đã đính kèm một ấn phẩm có tên là SS Magazine, tập hợp các bài viết phân tích phỏng vấn các nghệ sĩ độc quyền của công ty. Đáng chú ý, ấn phẩm này đã hé lộ về hai thành viên mới toanh của Space Baker Group là những cái tên không quá xa lạ với người hâm mộ rap Việt. Theo đó, tại trang giới thiệu các nghệ sĩ chính thức đang hoạt động cùng công ty Space Baker Group, khán giả có thể thấy bảy cái tên quen thuộc: Toriver, Dramatic, Subin, Benji, Kiên Ứng, Lim Vi, Tin Lê. Bên cạnh đó là sự xuất hiện đầy bất ngờ của hai nam rapper trẻ là System Deep và Gonzo. Việc hai thí sinh team Benji ở mùa 1 sắp Việt xuất hiện ở phần giới thiệu nghệ sĩ chính là lời khẳng định về việc họ chính thức đầu quân về Space Baker Group. Từ nay, cả hai đi trên con đường hoạt động chuyên nghiệp, hứa hẹn nhiều sản phẩm chất lượng trong tương lai. Gonzo và System Deep đều là những gà chiến của huấn luyện viên Benji tại mùa 1 sắp Việt. Thầy giáo nam Gonzo xuất sắc lọt vào top 8 chung kết, trong khi System Deep dù dừng chân ở vòng bán kết nhưng vẫn đạt được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Gonzo và System Deep thật ra đã hé lộ nhiều hay về việc tham gia Space Baker Group như việc xuất hiện trong chuyến du lịch của công ty cùng các nghệ sĩ khác. Đặc biệt, việc xuất hiện tiếp về speaker dường như chỉ là vấn đề thời gian. Trước đó, anh chàng liên tiếp bị bắt gặp khi thi ưu ái ngồi chung xe ô tô đi diễn với Benji, là người duy nhất của mùa 1 sắp Việt được Toriver follow trên Instagram, cũng như được anh cả của speaker góp phần vocal trong bài thi của mình, hay việc bị team qua đường phát hiện khăn gói đến trụ sở công ty hồi năm ngoái. Khi những ai chưa biết, speaker là nhóm rap hoạt động với 11 người, gồm Toriver, Samatis, City, Benji, Subin Hoàng Sơn, Slim V, Tin Lê, Jeopardy, Kimmy, Cường Seven và Kiên Ứng. Họ hoạt động đơn thuần như một nhóm hip hop, tương tự như các tổ đội Sabito, Tổ Quả, OTD, v.v. Họ vẫn sẽ collab với nhau trong các sản phẩm, tổ chức các sự kiện chung và gắn với nhau chủ yếu bằng tình cảm thân thiết của những người anh em. Baker sau đó dần phát triển thành công trình giải trí chuyên nghiệp với tên gọi Baker Group, gồm các nghệ sĩ trực thuộc chính thức bao gồm Toriver, Sobin, Benji, Samatis, Nevi, Kiên Ứng và mới đây nhất là Xuyên Tiếp cùng Gozo. Đây là mô hình công ty hoạt động chuyên nghiệp với các nghệ sĩ đều được ký hợp đồng khi hợp tác, làm việc với các điều khoản trách nhiệm quyền lợi riêng. Các nghệ sĩ như Zutati, Cường Savan, Kimmy, v.v. ký hợp đồng quản lý cùng những đơn vị khác hoặc hoạt động độc lập, họ thuộc về nhóm Baker nhưng không thuộc thuộc Baker Group. Còn trường hợp của hai tân binh System Deep và Gonzo thì ngược lại, ký hợp đồng chính thức với công ty Baker Group nhưng không phải là thành viên của nhóm hip hop Baker. System Deep vẫn hoạt động tổ đội, City Northside, còn Gonzo vẫn là quản lý của Grand Sept Capital.